Em Dân Hoàng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Hoàng Nhật. Hôm nay em lại cập nhật tiếp cho các bác một mẫu điều hòa Mitsubishi. Con này máy 16.000 nha các bác. Máy 16.000 thì các bác có thể lắp cho phòng khoảng tầm độ 30 mét vuông quay đầu nhá. Thì hiệu quả nhất là phòng từ 25 đến 27 mét. Mitsubishi nó là một thương hiệu khá là nổi tiếng. Các bác nào mà yêu thích tủ lạnh Mitsubishi hay điều hòa Mitsubishi là các bác biết là Mitsubishi nó chạy cực êm và cực bền. Như ở trong Sài Gòn thì đến 90% các bác là lắp Mitsubishi này. Con này là cả full chức năng các bác, có đầy đủ các tính năng như là tự động vệ sinh dàn này và cảm biến eco khử khuẩn. Ngoài ra nó có cả cảm biến thân nhiệt nha các bác. Đây các bác, Mitsubishi này, con này hàng mới 100% nhá. Em đã bóc hộp ra để quay riêng phần mặt lạnh cho các bác. Cục nóng nó khoảng tầm độ 40 cân các bác ạ. Hàng Nhật nội địa, điện 200V. Con này máy 16.000 chạy điện 200V rồi. Anh chị em nào đang quan tâm mà săn điều hòa Nhật thì vào săn ngay mẫu Mitsubishi này nhé, hàng Nhật nội địa. Đây các bác, em sẽ quay chi tiết hơn này. Nó có hai lá vẫy chính này, ngoài ra có lá vẫy nhỏ, lá đảo đa chiều nhé. Điều khiển zin theo máy của nhà sản xuất. Hàng này thì hàng trôi đết nhé các bác. Nó tuy nó là đết 2018 nhưng mà nó là hàng mới 100% nguyên hộp. Hàng này là hàng tồn kho chứ không phải là hàng cũ. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu này thì alo em nhé, qua số là 0937445330. Và các bác nào ở Hà Nội thì có thể là qua xem trực tiếp nhé, tại địa chỉ là số 68C ngõ 87 Lăng Hạ, Hà Nội. Đây, model của nó là Mitsubishi đấy các bác, đầu 40. Các bác trong Sài Gòn thì nhắn tin cho em rất nhiều và quan tâm đến các mẫu điều hòa Mitsubishi. Thì anh chị em nào hay là các bác nào mà đang săn điều hòa Nhật mà điều hòa Mitsubishi thì có thể là tham khảo qua mẫu này nhé. Hàng Nhật nội địa là Mitsubishi này, nó sản xuất tại Nhật 100% là made in Japan. Mitsubishi này thì siêu tiết kiệm điện luôn các bác ạ. Nó có đầy đủ các công nghệ như là inverter này, nóng lạnh, hút ẩm. Ngoài ra thì Mitsubishi này có cả chế độ tự động vệ sinh dàn này các bác. Con này thì nó là hàng full chức năng, hàng siêu VIP luôn các bác ạ. Giá thì tầm này thì giá đang quá rẻ rồi. Các bác nào mà quan tâm thì có thể alo em nhé, để em tư vấn và báo giá trực tiếp nhé các bác. Đây các bác, em sẽ quay kỹ hơn một chút cho các bác xin nhé. Chắc là các bác nào mà đã lắp Mitsubishi rồi thì biết là Mitsubishi nó là một thương hiệu chạy khá là bền, ngoài ra là rất êm và độ lạnh của Mitsubishi thì cũng rất là khỏe luôn. Chạy cho phòng khoảng tầm độ 25 đến 3 mét thì quá tuyệt vời luôn các bác. Những con này đây, các bác nhìn đây, hệ thống hộp của nó đây nhé, của thùng này em đã bóc ra đây. Ngoài ra em có thêm quả mẫu máy 20.000 nhé các bác. Máy 20.000 đầu 56. Thì đầu 56 thì các bác lắp cho phòng khoảng 35m, 35-36m các bác, để hiệu quả nhất. Anh chị em nào quan tâm đến điều hòa Nhật mà mẫu mới của Mitsubishi thì có thể alo em nhé, qua số là 0937445330. Em Dân Hàng Nhật xin chào các bác ạ.